Tại buổi họp báo liên quan đến thông tin về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) diễn ra tại Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 8 tháng 10, ông Hoàng Minh Hoàn, Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) cho biết, công ty An Đông không phải cổ đông của SCB. Bà Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ quản lý và điều hành tại SCB. Do đó, việc này không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của SCB và SCB cam kết có đầy đủ giải pháp, nguồn lực để bảo đảm quyền lợi và lợi ích của người gửi tiền. Ông Hoàng Minh Hoàn khẳng định, quyền lợi của khách hàng được đặt ở vị trí cao nhất. SCB cam kết có đầy đủ giải pháp, nguồn lực để bảo đảm quyền lợi và lợi ích của người gửi tiền cũng như quyền, lợi ích của đối tác và khách hàng của SCB theo quy định của pháp luật. Về phía cơ quan quản lý, ông Võ Minh Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, hiện SCB đang hoạt động bình thường và ổn định. SCB cũng đã khẳng định những giải pháp để đảm bảo hoạt động liên tục của ngân hàng này. Liên quan đến việc hiện nay có tình trạng người dân xếp hàng rút tiền tại SCB, ông Tuấn khuyến cáo người dân không hoang mang dẫn đến việc rút tiền gửi trước hạn, ảnh hưởng đến quyền lợi về tài sản của mình. Việc người dân đi rút tiền do thông tin không chính thống hoặc thấy người khác rút tiền mình cũng rút theo là không nên và cần cân nhắc. Cũng trong chiều ngày 8 tháng 10, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank đã phát đi thông báo khẳng định Sacombank và SCB là hai ngân hàng khác nhau. Sacombank nói rõ, Sacombank là Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, mã chứng khoán là STB. Việc thông tin rõ nhằm tránh gây nhầm lẫn với khách hàng, nhà đầu tư và đối tác.